các bạn, hôm nay mình có qua nhà mẹ mình chơi, được mẹ mình đãi cho món bánh khọt, mời các bạn cùng xem nha. Mẹ lột gì khô á mà khô làm bánh này. Chút trứng bẻ rau gì ơi. Bẻ lá cách. Bẻ lá cách. Lá cách là ăn với bánh khọt nha mọi người. Lá cách mà gói bánh khọt là ăn là rất ngon. Kiếm rau gừng ăn ngon hơn là rau chợ. Rồi đi qua bên cây kia bẻ tiếp. Chậu này là rau thơm mình luôn, chút mình bẻ rau này ăn chung luôn. Bột ngũ lương mình làm nhân bánh bằng tép ha, bánh tép ngon lắm. Có ăn ngay. Dính dính nè. Nóng nó tập trung ngay dính giữa hơn. Nó đều lắm, không có chỗ trắng. Quá trời ngon rồi, khác rồi. Ba cái đó chưa có cứng. Mình đổ cái này con chở mình lấy cho tao. Biết làm gì? Ừ. À, lấy muỗng à. Lấy ra đó. Đi múc nhân đổ nhân đi đó. Cái này là đổ sao? Nó chín trước nè.
có cái bụng bự rồi là lấy mới được. Dạ chứ. Hình nó còn nó gì ơi. Nó chưa hay vậy đó gì ơi. Chưa đặt nó trong ruột có gì? Dễ vậy đó. Nó cốt mà không đặt. Này rửa không tới mà. Nó dính rồi. Rồi thấy thèm nha. Cái nào cứ đấy thấy thèm như là. Tép như vô không thấy thèm. Rồi tép. Này kia nó ngon chờ quên chờ. Cái giò vàng nó cứng cứng cái ruột lại nó mới ngon. Cái đặt đặt cái ruột lại vậy đó ăn cũng êm đó. Vậy lấy. Cái giò vàng kia thăm á. Dở 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 cái lưng nó lên cái gì. Béo quá ha. Béo ngon lắm. Vừa luôn, vừa ăn. Này gói rau và chấm nước mắm nữa thì ngon. Mắm chua. Được cái rau gừng. Có sắn đồ có không? Cái gì nãy bẻ đọt con ruột nhà chú Phúc gì? Cái con Phúc đi bán cho hè không có cây cách. Lấy cái này đi. Nó đẹp rồi đó. Cái này méo méo rồi đã gầy cả chàng. Cái gọt rồi đó, cái gọt rồi đó. Hông cái dưới á. Lấy cái muỗng hông cái dưới á. Muỗng bự ở dưới. Ờ, hông dưới đít nè. Muỗng bự ở dưới. Ờ, muỗng bự hông dưới đít á. Đổi tay lại. Lát nó lấy hông dưới đít á. Nó không bể cái bạch. Biết làm cái này không gì? Mà cực quá à. Rồi mời mọi người ăn nha. Nó ký 30 ngàn.
Phú Thọ. Tép bự ăn nói gì? Tép mấy con ấy nuôi đó, nó kéo xong ăn ngon đâu. À, có rau luôn. Hỏi bây giờ con lấy mà con bạc vậy bạn. Bự mà. Thì con bự tép bạc mà. Tép bạc. Tép bạc ra thịt không ngon nữa. Rồi được rồi. Rồi mình uống một miếng bia cho đỡ ngán nha. Vừa ngán quá sẽ ngán.